Kính thưa quý vị, thời gian một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng đến với một trong các phòng để tham dự chương trình, và xin được trân trọng kính mời tất cả các anh chị chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi. Xin được chân thành cảm ơn. Phim Lật Mặt năm 48 giờ xin phép được bắt đầu. Các phòng các anh chị